Bàn môn đun văn phòng Hòa Phát STMD03-2C16STMD03-2C16 thuộc dòng nội thất văn phòng Stella cao cấp mới ra mắt thị trường, hứa hẹn mang đến cho quý khách hàng một trải nghiệm làm việc mới đầy thú vị và tiện lợi nhất. Sản phẩm bàn làm việc mô đun văn phòng với hai chỗ ngồi, mặt bàn thiết kế dạng hình vuông sử dụng chất liệu gỗ MSC phủ melamin cao cấp với cạnh ngồi được vắt 45 độ tạo điểm nhấn. Bên trên mặt bàn STMD03-2C16 trang bị một vách ngăn kiểu mới thiết kế dạng ống thắt laser trang trí. Mẫu sản phẩm bàn mô đun văn phòng Hòa Phát trang bị khung chân sắt mã C16 thiết kế dạng dập tạo hình với bề mặt sơn tĩnh điện màu trắng ốp đen trang trí. Một phần chân tủ tích hợp hộc tủ phụ với một ngăn kéo sử dụng khóa số và một khoang cánh mở cho mỗi bên người dùng. Nếu thấy video hay và ý nghĩa, các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để nhận được thông báo mới nhất nhé.